Xin chào các em. Chúc các em một buổi sáng tốt lành, tràn ngập niềm vui. Nào, bây giờ các em hãy chuẩn bị vở viết, sách giáo khoa. Cùng thầy đi vào tiết chính tả, nghe viết, Hà Nội. Để chuẩn bị cho bài viết, thầy kiểm tra bài cũ. Nghe và viết đúng các từ ngữ sau. Rầm rì, dạo nhạc, hoang tưởng, giải thích, thầy mời chúng ta đối chiếu với đáp án của thầy. Rầm rì, dạo nhạc, hoang tưởng, giải thích. À, như vậy là thầy đã cùng với các em ôn lại nội dung của tiết học trước. Đó là viết các âm đầu R, G, J và các âm có thanh hỏi, thanh ngã. Giờ chính tả hôm nay, các em sẽ viết một đoạn trong bài thơ Hà Nội của nhà thơ Trần Đăng Khoa và thực hiện cách viết danh từ riêng là tên người, tên địa lý Việt Nam. Mục tiêu của bài học, các em nghe, viết đúng, đẹp đoạn trích trong bài thơ Hà Nội và tìm và viết đúng các danh từ riêng là tên người, tên địa lý Việt Nam. Trước tiên, thầy trò chúng ta đi vào phần thứ nhất, tìm hiểu nội dung đoạn thơ. Các em cùng quan sát và đọc cùng thầy nào. Hà Nội có trong chóng, cứ tự quay trong nhà, không cần trời nổi gió, không cần bạn chạy xa. Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực, bên hồ ngọn tháp bút, viết thơ lên trời cao. Mấy năm giặc bắn phá, Ba Đình vẫn xanh cây, trăng vàng chùa một cột, phủ Tây Hồ hoa bay. Các em đọc thầm lại bài thơ lần nữa nào. Các em cho thầy biết, chiếc trong chóng trong khổ thơ 1 thực ra là cái gì? Thực ra đây là cái quạt thông gió. Ở khổ thơ thứ 2 và thứ 3 có rất nhiều cảnh đẹp được nhắc tên. Em hãy nêu lại tên những cảnh đẹp đó nào. Chúng ta thấy ở đây có Hồ Gươm, Tháp Bút, Ba Đình, Chùa Một Cột, Phủ Tây Hồ đã được nhà thơ Trần Đăng Khoa nêu lên trong hai khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba. Vậy, qua ba khổ thơ trên có nội dung chính là gì? Ba khổ thơ cho ta thấy một bạn nhỏ mới đến Hà Nội nên thấy cái gì cũng lạ. Hà Nội có rất nhiều cảnh đẹp. Đó chính là nội dung chính của đoạn viết chúng ta ngày hôm nay. Em hãy nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết có trong bài này nào. Khi viết các em lưu ý các từ ngữ sau. Hà Nội, quay, chú ý cho thầy vần ai, Hồ Gươm, rồi trong chóng, nổi gió, tháp bút, lên, Ba Đình, Chùa Một Cột, Phủ Tây Hồ. À, như vậy là khi viết các em cần lưu ý. Đấy, chữ cái đầu câu này, cần phải viết hoa này. Đấy, và viết đúng
tên địa lý Việt Nam này, Hà Nội này. Vân vân. Bây giờ các em hãy gấp sách giáo khoa, chuẩn bị vở và bút, giấy kê, thầy trò chúng ta viết bài. Như vậy khi viết bài Hà Nội, chúng ta cần viết hoa ở những từ ngữ nào? À, đối với bài này thì chúng ta cần viết hoa, tên địa lý Việt Nam này và chữ cái đầu của mỗi câu thơ. Đây là khổ thơ, có các câu thơ viết 5 chữ cho nên các em sẽ viết lùi đầu dòng cho thầy 2 ô. Và mỗi khổ thơ chúng ta cách nhau một dòng. Các em chuẩn bị xong chưa nào? Cùng thầy viết bài nhé. Xuống dòng. Hà Nội. Hà Nội có trong trống, có trong trống, xuống dòng, cứ tự quay, cứ tự quay trong nhà, trong nhà, xuống dòng, không cần, không cần trời nổi gió, trời nổi gió, xuống dòng, không cần, không cần bạn chạy xa, chấm, xuống dòng, cách một dòng, chúng ta chuyển sang khổ thơ thứ hai. Hà Nội. Hà Nội có Hồ Gươm. Có Hồ Gươm. Xuống dòng. Nước xanh. Nước xanh. Như pha mực. Như pha mực. Xuống dòng. Bên hồ. Bên hồ. Ngọn tháp bút. Ngọn tháp bút. Xuống dòng. Viết thơ. Viết thơ. Lên trời cao. Lên trời cao. Chấm. Xuống dòng. Cách một dòng. Viết khổ thơ thứ ba. Mấy năm. Mấy năm. Giặc bắn phá. Giặc bắn phá. Xuống dòng. Ba Đình.
ba đình. Vẫn xanh cây, vẫn xanh cây. Xuống dòng: trăng vàng, trăng vàng. Chùa một cột, chùa một cột. Xuống dòng: phủ Tây Hồ, phủ Tây Hồ. Hoa bay, hoa bay. Ba chấm. Xuống dòng: lùi vào khoảng 5 ô, viết cho thầy tên tác giả: Trần Đăng Khoa. Đặt bút vào chữ cái đầu tiên, lắng nghe thầy đọc bài, chúng ta soát lỗi. Hà Nội. Xuống dòng: Hà Nội có trong chóng, cứ tự quay trong nhà, không cần trời nổi gió, không cần bạn chạy xa. Chấm. Xuống dòng: Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực, bên hồ ngọn tháp bút, viết thơ lên trời cao. Chấm. Mấy năm giặc bắn phá. Xuống dòng: ba đình vẫn xanh cây, trăng vàng chùa một cột, phủ Tây Hồ hoa bay. Ba chấm. Trần Đăng Khoa. Các em viết xong, sau đó chụp gửi Zalo lại cho thầy để thầy chấm. Bây giờ các em lấy sách giáo khoa trang 38 cùng thầy vào phần luyện tập. Chúng ta đi vào bài tập số 2. Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu bên dưới. Thầy mời các em cùng thầy đọc lại đoạn văn. Vậy là việc đã quyết định rồi, nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân trải lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời. A. Tìm danh từ riêng là tên người, tên địa lý trong đoạn văn. B. Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam. Như vậy bài có mấy yêu cầu? Như vậy chúng ta thấy bài có các yêu cầu sau: đọc đoạn văn, tìm danh từ riêng, tên người, tên địa lý và nhắc lại quy tắc. Bây giờ các em hoàn thành vào trong vở bài tập. Sau khi dừng video, các em hoàn thành xong bài tập thì đối chiếu cùng với bài làm của thầy. Tên người có trong đoạn văn này là gì? À, đó là Nhụ. Tên địa lý Việt Nam nào? Chúng ta có hai tên địa lý Việt Nam ở đây. Đó là Bạch Đằng Giang và Mõm Cá Sấu. Khi viết tên người, tên địa lý Việt Nam, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. Như vậy, bài 2 củng cố cho thầy trò chúng ta kiến thức gì? Thì bài 2 này củng cố cho chúng ta kiến thức đó là phát hiện ra tên người, tên địa lý Việt Nam có trong đoạn văn. Và củng cố lại cái quy tắc viết tên người, tên địa lý Việt Nam, đó là viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. Vậy bây giờ chúng ta cùng thực hành qua bài tập số 3.
Bài 3 ý A. Yêu cầu chúng ta viết tên người một bạn nam ở trong lớp, một bạn nữ ở trong lớp. Ý B là tên địa lý thì tên một dòng sông, có thể hồ, núi, đèo hay tên một xã, một phường. Các em hoàn thành vào vở và sau đó đối chiếu với đáp án của thầy. Như vậy trong lớp ta các bạn nam có thể là những bạn nào nào? À, có thể là bạn Nam này, bạn Mạnh này, bạn Công này, bạn Duy này, bạn Hoàng này, vân vân, còn rất nhiều đúng không nhỉ? Thế một bạn nữ trong lớp ta nào? À, có bạn Ly này, bạn Linh này, bạn Trang này, bạn Ngọc này, đấy, ba bạn Huyền này, rồi là bạn Thảo này, vân vân. Thế còn đối với tên địa lý, tên một dòng sông gần gũi với thầy trò chúng ta nhân, ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy nào? À, đó chính là sông Hồng này. Viết ngay tên xã của mình nào. À, xã Hồng Phong này. À, như vậy bài 3 đã giúp thầy trò chúng ta đấy, thực hành viết được tên người và tên địa lý Việt Nam. Vậy khi viết tên người và tên địa lý Việt Nam ta lưu ý điều gì? Thì chúng ta cần phải lưu ý đó là viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. À, như vậy thầy đã hướng dẫn chúng ta xong tiết chính tả của ngày hôm nay rồi. Các em hoàn thành bài, chúc các em thành công.